tiêu hủy 2.400 kg mở động vật không rõ nguồn gốc tại Quảng Ninh. Cơ quan chức năng vừa tiêu hủy 2.400 kg mở động vật không hóa đơn, không chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất xứ được phát hiện trên một chiếc xe ô tô đang lưu thông qua địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Tin từ cục quản lý thị trường, quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh, chiều ngày 20 tháng 12, đội quản lý thị trường số 7 cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã xử lý, thực hiện tiêu hủy 2.400 kg mở động vật không hóa đơn, không chứng từ xác nhận nguồn gốc xuất xứ. Trước đó, vào ngày 19 tháng 12, nhận được tin báo, đội quản lý thị trường số 7 đã phối hợp với đội cảnh sát giao thông số 1, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, công an tỉnh Quảng Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 14H00278 đang lưu thông qua địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Lái xe kim chủ lô hàng trên Nguyễn Đức Bắc, địa chỉ thường trú tại thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe có vận chuyển 2.400 kg mở động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đội quản lý thị trường số 7 đã lập biên bản, thu giữ toàn bộ số tăng vật để xử lý tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Đức Bắc về hành vi vi phạm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc. Để thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả những tháng cuối năm 2021 và nhất là thời điểm những tháng trước, trong, sau Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022, đội quản lý thị trường số 7 của quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã và đang chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành. Lực lượng chức năng ra quân kiểm soát chặt chẽ giá cả các mặt hàng thiết yếu, tăng cường kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu hàng giả, gian lận thương mại, hàng quả hàng sử dụng. Vì cân đo, niêm yết giá tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, kết hợp công tác kiểm tra, ứng dụng công nghệ thông tin xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.